cảnh sát khống chế người đàn ông dọa dùng xăng đốt nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạm giữ tài xế ô tô lao vào đoàn người đưa tang khiến một người tử vong. Công an làm việc với người đăng tin giả, xuất hiện biến thái quấy rối nữ sinh. Cụ bà 87 tuổi mất 100 lượng vàng, nhẫn hột xoàn, bắt giam hai chị em ruột. Cầu vượt sông đáy trị giá gần 1.500 tỷ đồng, kết nối Nam Định và Ninh Bình gấp rút chuẩn bị hợp long. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận vừa khống chế thành công người đàn ông dùng xăng dọa đốt nhà xảy ra trên địa bàn. Lúc 17 giờ 5 phút cùng ngày, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Bình nhận được tin báo từ Công an phường 11 về việc ông LNTM, sinh năm 1989, mang căn xăng lên căn phòng tại lầu 3 của ngôi nhà nằm trên đường Phạm Phú Thứ, rồi dùng vật dụng chặn cửa, cố thủ, đe dọa đốt nhà. Nhận định tình hình có dấu hiệu diễn biến phức tạp nguy hiểm, có khả năng gây ra cháy lan, cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nếu đối tượng cố tình tưới xăng đốt nhà. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Bình khẩn trương điều động một xe chữa cháy, một xe phương tiện cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Qua công tác nắm tình hình về đối tượng và các hướng tiếp cận đối tượng, lực lượng chữa cháy phối hợp với Công an phường 11 và các đơn vị khác tiếp cận, vận động thuyết phục. Sau khoảng 25 phút, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế và đưa ông M ra ngoài an toàn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản bên trong ngôi nhà. Hiện Công an phường 11 đã thu giữ căn xăng và đưa ông M về trụ sở lấy lời khai để điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ tai nạn ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Công an huyện Phúc Thọ đã tạm giữ người đàn ông lái xe 7 chỗ, đâm vào đoàn người đi đưa tang khiến 4 nạn nhân thương vong. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Phúc Thọ đã tạm giữ ông Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1960, trú tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ông Tê là người lái ô tô đâm vào đoàn người đi đưa tang, làm một nạn nhân tử vong, 3 người khác bị thương. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10, ông Tê lái ô tô 7 chỗ, biển số 30L220XX, khi đến đường liên xã thuộc thôn 6 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ. Ô tô của ông Tê bất ngờ đâm vào thành trụ cầu, rồi tiếp tục lao vào 4 người trong đoàn đưa tang đi bộ phía trước. Sau đó, ô tô va chạm với một xe máy đang để trước cửa nhà dân rồi dừng lại. Vụ tai nạn liên hoàn khiến một người thiệt mạng, 3 nạn nhân còn lại bị thương, ô tô và xe máy bị hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Phúc Thọ có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Được biết tài xế T mới mua chiếc xe ô tô này. Trước đây, ông T chủ yếu lái xe số sàn nên khi lái chiếc xe mới là xe số tự động, tài xế không kịp xử lý tình huống dẫn đến tai nạn. Những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng với nội dung, xuất hiện các đối tượng biến thái quấy rối nữ sinh tại đường biển Bình Sơn gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Mới đây, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm làm việc với thiếu niên đăng tin giả về nội dung trên. Sau khi nắm bắt vụ việc, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh thông tin. Lực lượng công an xác định đây là tin giả, đồng thời phối hợp Công an phường Văn Hải mời chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin trên làm việc. Qua làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin trên, em NPU, sinh năm 2013, chú phường Văn Hải, khai nhận thông qua sử dụng mạng xã hội, em có kết bạn với một số tài khoản lạ trên Facebook. Sau đó, các tài khoản lạ nhắn tin dụ dỗ em đăng tải, chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng để câu view, câu like. Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền giải thích, em NPU đã hiểu việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm. Qua vụ việc trên, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến con em mình trong việc sử dụng mạng xã hội, không để con em đăng tải chia sẻ các bài viết vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan. Thời gian qua, tình trạng trộm cắp tài sản ngày càng có diễn biến phức tạp.
nhiều đối tượng đã lợi dụng sự chủ quan của người khác để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 31 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Cẩm Phượng, 60 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Bà Huỳnh Cẩm Phượng và em trai bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ cụ bà 87 tuổi ở Vĩnh Long mất 100 lượng vàng, nhẫn hột xoàn. Công an cũng bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh An Ninh, 56 tuổi, em của bà Phượng, để điều tra hành vi che giấu tội phạm. Theo điều tra ban đầu, ngày 16 tháng 10, Công an xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn tiếp nhận tin báo của bà Đặng Thị Tư, 87 tuổi, về việc bị mất trộm tài sản. Bà Tư trình bày khi mở tủ kiểm tra giấy tờ thì phát hiện bị mất 100 lượng vàng 24K, một nhẫn hột xoàn, một sợi dây chuyền một lượng vàng 18K và một số nhẫn vàng 24K. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Trà Ôn khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh vụ việc. Công an cũng mời những người có biểu hiện nghi vấn lên làm việc. Theo điều tra ban đầu, ngày 16 tháng 10, Công an xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn tiếp nhận tin báo của bà Đặng Thị Tư, 87 tuổi, về việc bị mất trộm tài sản. Bà Tư trình bày khi mở tủ kiểm tra giấy tờ thì phát hiện bị mất 100 lượng vàng 24K, một nhẫn hột xoàn, một sợi dây chuyền một lượng vàng 18K và một số nhẫn vàng 24K. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Trà Ôn khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh vụ việc. Công an cũng mời những người có biểu hiện nghi vấn lên làm việc. Qua đấu tranh làm việc, bà Phượng khai nhận chính mình lấy trộm số vàng trên của bà Tư. Bà Phượng là cháu gái của bà Tư. Theo công an, ông Ninh biết chị gái trộm vàng của dì ruột nhưng không tố giác tội phạm. Thưa quý vị, với tổng vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng, cầu vượt sông Đáy, Tam Tòa có chiều dài khoảng 2 km, đi qua các xã Khánh Cường, Khánh Trung, huyện Yên Khánh, Ninh Bình, kết nối với Nghĩa Châu, Nghĩa Trung, Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Đến nay, nhà thầu hiện đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc theo hợp đồng và công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất. Dự án cầu vượt sông Đáy kết nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng được triển khai theo quyết định số 17 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, nằm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Công trình được thiết kế với 4 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/h, bao gồm cầu chính dài 1,36 km với mặt cắt ngang 19,5 m và đường dẫn dài 0,64 km, rộng 19 m. Cầu chính có 29 nhịp với kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Phía Ninh Bình cầu kết nối với đường Bái Đính - Kim Sơn, còn phía Nam Định sẽ kết nối với quốc lộ 37B và đường tỉnh 490. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn thiết kế là liên danh các công ty cổ phần, tư vấn thiết kế đường bộ, tư vấn đường cao tốc Việt Nam, tư vấn đầu tư xây dựng chiếu sáng và cơ điện công trình và Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương là nhà thầu thi công. Thời gian thực hiện hợp đồng 16 tháng, thi công hoàn thành công trình trong tháng 12 năm 2024. Cầu vượt sông Đáy không chỉ kết nối giao thông giữa hai tỉnh mà còn góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc từ Ninh Bình đến Hải Phòng, tăng cường liên kết vùng đồng bằng sông Hồng, giảm tải cho hệ thống giao thông hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dự án cầu vượt sông Đáy cùng với các đoạn đường cao tốc khác sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các tỉnh trong khu vực, đồng thời tiết kiệm chi phí di chuyển, thu hút đầu tư và tạo việc làm cho người lao động. Đến nay, nhà thầu hiện đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc theo hợp đồng và công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất. Trước đó, ngày 29 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy kết nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng. Cùng với các dự án thành phần của tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng, trong đó đoạn qua tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ trì đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, và đoạn Nam Định-Thái Bình sẽ được đầu tư theo hình thức PPP do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuyến cao tốc này sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các lĩnh vực đô thị, dịch vụ, công nghiệp và du lịch theo trục Đông Tây. Dự án còn giúp rút ngắn thời gian và quãng đường di chuyển từ khu vực phía Nam của ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đến Hải Phòng và ngược lại. Tiết kiệm chi phí lưu thông, đồng thời thu hút đầu tư, nhân lực, tạo việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và khu vực.
Ông Bùi Đức Nguyên, đại diện nhà thầu thi công công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương cho biết, dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng 12 năm 2024. Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện đã cơ bản hoàn tất, chỉ còn lại một số công việc như di rời đường điện 0,4 kV tại Ninh Bình. Ủy ban nhân dân của hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định cũng đã ban hành quyết định giao đất cho dự án. Hồ Tây, một địa điểm quen thuộc của người dân thủ đô, là nơi để vui chơi giải trí, tập thể dục và đi dạo. Thế nhưng những ngày gần đây, tình trạng cá chết tại khu vực Hồ Tây đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và môi trường xung quanh. Những con cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, rêu xanh rác thải theo làn sóng đẩy dạt vào bờ. Mùi hôi thối bốc lên theo làn gió đưa thẳng vào không khí. Đây là cảm nhận của người dân và du khách trong những ngày qua. Từ những ngày đầu tháng 10, tình trạng cá chết trắng mặt hồ đã khiến nhiều người dân vô cùng lo lắng về chất lượng nước Hồ Tây. Những năm qua, tình trạng cá chết tại Hồ Tây gần như đã trở thành một mùa trong năm. Theo người dân, cứ vào khoảng thời gian chuyển mùa từ nóng sang lạnh là hiện tượng cá chết hàng loạt lại xuất hiện. Nhiều người cho rằng cá chết do chất lượng nước, tảo trong nước làm ảnh hưởng đến khả năng hô hấp của cá. Tuy nhiên, cũng có người lại cho rằng tình trạng cá chết nổi trắng mặt hồ là do nước bị ô nhiễm bởi nước xả thải từ các nhà hàng xung quanh hồ. Thực tế cho thấy, đi dọc ven Hồ Tây không khó để bắt gặp những vỏ lon bia, chai nước lọc, túi ni lông xanh đỏ bồng bềnh theo làn sóng. Bùn đất, rác thải bị ùn ứ từ những đường ống thoát nước dẫn xuống Hồ Tây. Gần đây tình trạng cá chết xuất hiện, nước Hồ Tây cũng chuyển màu xanh rêu đậm hơn. Theo người dân, đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề về môi trường nước và làm ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật trong hồ. Đây là giao mùa, thời tiết lâu quá không có mưa, nước cạn, tảo bắt đầu nổi lên. Các loại cá kiếm ăn ở tầm trung, ăn nổi thì tảo ngấm vào mang cá khiến cá không thở được do thiếu oxy. Cá chết là do vấn đề về môi trường, có một số yếu tố khác từ những nhà hàng mình cũng không thể nhìn thấy. Sẽ có những cái cống ngầm ở nhà người dân, mình đi qua không thể thấy được. Để tỷ lệ cá chết do câu, do đánh lưới thì không nhiều, chắc chắn là còn do những yếu tố khác mà mình không thể nhìn bằng mắt thường được. Theo thông tin từ Ban Quản lý Hồ Tây, từ đầu tháng 10 đến nay, hiện tượng cá chết xảy ra rải rác ở các khu vực trên mặt hồ. Số lượng cá chết có xu hướng tăng dần từ ngày 13 tháng 10, tập trung ở các khu vực Vệ Hồ, Trích Xài, Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên. Khối lượng dao động từ khoảng 250 đến 300 kg một ngày. Cao điểm trong 2 ngày 23-24 tháng 10, lượng xác cá thu được khoảng 600 kg một ngày. Từ ngày 25 tháng 10, tình trạng cá chết có xu hướng giảm dần, chỉ còn tập trung ở trục đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi và Trích Xài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng khoa sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, Hồ Tây có vai trò quan trọng là một điểm tham quan và mang tính biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Hiện tượng cá chết hàng loạt gây suy giảm đa dạng sinh học, trong đó một số cá bị phân hủy nhưng không thể nào dọn hết được, hoặc xác cá chưa kịp vớt lên xử lý đã bị phân hủy, tạo thêm chất độc, gây ô nhiễm môi trường nước ở Hồ Tây, tác động không tốt đến sức khỏe cộng đồng. Để khắc phục tình trạng cá chết hàng loạt theo mùa tại Hồ Tây, Hà Nội cần kiểm soát được nước thải và rác thải xuống hồ, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát môi trường nước thông qua thiết lập hệ thống quan trắc tự động, theo dõi các thông số hoặc bố trí nhân lực kiểm tra thường xuyên hàm lượng oxy hòa tan và các chất gây ô nhiễm. Thế nhưng điều quan trọng nhất để có thể bảo vệ được Hồ Tây vẫn là ý thức của mỗi người dân, tránh tình trạng xả rác bừa bãi từ các quán ăn, nhà hàng xuống hồ. Cùng với đó, Hà Nội cần kiểm soát chặt nguồn nước thải của các hộ dân xung quanh Hồ Tây, yêu cầu các hộ dân ký cam kết không xả thải trực tiếp xuống hồ, đồng thời bố trí nguồn nước ra vào để cải thiện chất lượng nước của Hồ Tây, tránh việc biến Hồ Tây thành ao tù giữa lòng thủ đô. Mới đây, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 11 được tổ chức đã trở thành sự kiện có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, văn hóa, du lịch đối với tỉnh Lạng Sơn nói riêng và các tỉnh vùng Đông Bắc nói chung. Ngày hội với chủ đề Văn hóa vùng Đông Bắc, bản sắc hội nhập và vươn xa diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc. Các tiết mục được trình diễn sẽ gắn liền với chủ đề của ngày hội, mang đậm tinh thần đại đoàn kết các dân tộc. Ngoài ra, chương trình chú trọng tôn vinh những giá trị di sản văn hóa, tái hiện nhiều nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc. Để chuẩn bị cho sự kiện từ nhiều ngày nay tại thành phố Lạng Sơn, hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên, các nghệ nhân, các lực lượng cùng các đoàn văn nghệ từ 8 tỉnh Đông Bắc đang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ, các màn múa trầu, nghi lễ then. Cùng với chuỗi các hoạt động đặc sắc, một trong những điểm nhấn của ngày hội là lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 2 tháng 11 tại sân khấu chính quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn.
Để đảm bảo thành công cho lễ khai mạc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo xây dựng khung kịch bản chương trình nghệ thuật, đảm bảo chương trình sẽ thể hiện được đầy đủ nhất, đậm đà nhất những nét đặc sắc riêng, mang bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Minh Thông, tổng đạo diễn chương trình cho biết, lễ khai mạc với 3 phần chính gồm sắc màu Đông Bắc, Đông Bắc bản trường cao quang vinh và Đông Bắc tự hào và tỏa sáng. Lần này sẽ tổ chức ngày hội sau đợt bão lũ, nên chương trình đã xây dựng kịch bản để làm thế nào những tiết mục biểu diễn nêu ra được cần phải cảnh giác với thiên tai lũ lụt và cũng nhằm khuyến khích đồng bào bị thiệt hại bởi mưa lũ. Do vậy, đơn vị tổ chức đã có một màn trình diễn để thể hiện sự đau thương mất mát và đặc biệt là sự sẻ chia, chung tay giúp đỡ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong bão lũ. 8 tỉnh mang đến ngày hội với những tấm lòng, với những con người, với những giá trị, qua đó tạo ra sự lan tỏa sâu rộng để vừa kích thích du lịch, vừa phát triển kinh tế. Nhiều loại quả rừng vốn chỉ dành cho người dân ở vùng núi, giờ đây đã thành đặc sản nổi tiếng, trong đó có hạt tiêu rừng. Hạt tiêu rừng khô được bán ra với giá khoảng 300.000 đồng trên kg. Cây tiêu rừng phân bố chủ yếu trên những sườn đồi ở khu vực Tây Nguyên. Cây tiêu thường thuộc dạng dây leo thì cây tiêu rừng là cây thân gỗ, chiều cao khoảng 7 đến 12 mét, lá tiêu nhỏ, thân cây xanh trơn và ra quả theo cành, không ra theo chùm như tiêu thường. Khoảng tháng 7, tháng 8 hàng năm là thời điểm tiêu rừng vào mùa. Tiêu rừng có vị thơm nhẹ nhàng không sộc lên mũi, cay nhẹ chứ không cay như hồ tiêu, mang hương vị thoang thoảng của chanh và xả. Vì mang lại giá trị kinh tế nên mỗi khi đến mùa, người dân địa phương thường đi hái tiêu rừng để phơi khô rồi bán cho thương lái hoặc gửi cho khách đi khắp các tỉnh thành. Quý vị vừa theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.